Hello Ali Susan, chào các bạn. Trong clip ngày hôm nay thì mình sẽ hướng dẫn cho các bạn một cái mẹo nhỏ nhỏ để chúng ta có thể cải thiện khả năng giao tiếp bằng tiếng Đức. Chúng ta có thể nói tiếng Đức trôi chảy hơn, tự tin hơn và thậm chí là giống như người bản địa. Các bạn học thì các bạn để ý là khi chúng ta chia động từ thì ví dụ như là ngôi ich chúng ta sử dụng rất nhiều trong giao tiếp. Và ngôi ich thì chúng ta chỉ cần bỏ đuôi en của động từ nguyên thể đi và chúng ta thêm đuôi e. Ich rede, mình đang nói. Ich koche, mình nấu ăn. Ich singe, mình đang hát. Ich träume, mình đang mơ. Ich arbeite, mình đang làm việc. Trong văn nói thì chúng ta sẽ lược cái đuôi e này đi. Vậy thì chúng ta lược cái đuôi e này đi trong hoàn cảnh nào nhé? Ví dụ như là khi mà chúng ta dùng ich cộng với động từ ich koche, ich arbeite, ich singe, chấm. Chúng ta không nói gì tiếp, chỉ chúng ta vẫn phải nói cái đuôi e này. Có nghĩa là khi chủ ngữ cộng với động từ và không có cái gì khác nữa. Sau khi chúng ta chia động từ đấy, ví dụ như ich singe, punkt, chấm, thì chúng ta vẫn phải nói là ich singe, chứ ta không nói là ich sing. Nhưng khi mà câu nó tiếp tục với các thành phần khác, ví dụ như là ich singe ein Lied, mình hát một bài hát. Ich koche den Fisch. Ich koche Mittag. Ich rede mit dir. Mình đang nói chuyện với bạn. Thì chúng ta sẽ không nói rõ là ich singe, ich koche so, mà chúng ta sẽ lược như sau. Ich sing ein Lied. Ich sing ein Lied. Chúng ta bỏ đuôi e đi. Ich sing ein Lied. Ich koche Mittag. Ich koche den Fisch. Ich rede mit dir. Ich rede mit dir. Ich habe ihn gesehen. Tôi nhìn thấy anh ấy. Chỉ chúng ta không nói là ich habe ihn gesehen. Chúng ta sẽ nói là ich hab ihn gesehen. Ich hab ihn gesehen. Ich hab's dir gesagt. Ich hab's dir doch gesagt. Chúng ta sẽ không nói là ich habe es dir gesagt. Chúng ta sẽ nói là ich hab's dir gesagt. Trong tất cả những cái câu mà với ngôi ich mà chúng ta dùng ở thời perfect, ich habe cộng với lại phân từ hai gemacht hoặc là ich habe es gesagt, chúng ta sẽ bỏ hết đuôi e đi các bạn nhé. Hay, rất hay xuất hiện ở trong văn nói ich habe es dir doch gesagt. Ví dụ như là một người bạn than phiền với bạn là ich habe damit kein Erfolg gehabt, thì bạn sẽ nói lại là ich hab's dir doch gesagt. Mình đã bảo bạn rồi mà, bạn cứ cố. Ich hab's dir doch gesagt. Khi mà các bạn ở nước Đức này, ở giao tiếp ở với người Đức, thì các bạn sẽ thấy là người ta sẽ lược hoàn toàn trong văn nói cái đuôi e này đi, nhất là ngôi ich ở trong thì perfect các bạn nhé. Was hast du gemacht? Các bạn ý nhé, câu hỏi was hast du gemacht? Bình thường khi chúng ta viết thì chúng ta sẽ viết câu hoàn chỉnh là như vậy. Was hast du gemacht? Vừa làm gì vậy? Câu trả lời thì các bạn cũng thấy là chúng ta sẽ nói là was hast gemacht. Chúng ta không nói là was hast du. Was hast gemacht? Bạn vừa làm gì vậy? Ich hab mir ein Buch gekauft. Ich hab mir ein Buch gekauft. Các bạn thấy đấy là người ta sẽ nuốt cái e đi và người ta sẽ chỉ nói là ich hab. Cái này thì nếu mà các bạn nói rõ hết ra là ich habe mir ein Buch gekauft, không sao cả, nó vẫn đúng. Tuy nhiên thì muốn nói trôi chảy, muốn nói tự tin và muốn thể hiện là chúng ta nắm rõ về tiếng Đức và chúng ta có thể giao tiếp tiếng Đức tự tin, thì các bạn hãy bỏ cái đuôi e này đi nhé. Một ví dụ khác khi mà chúng ta được gọi là Frau Nguyên, kommen Sie bitte. Frau Nguyên, kommen Sie bitte. Mời cô Nguyễn. Thì chúng ta sẽ trả lời là ich komme gleich. Ich komme gleich. Hoặc là ich komme gleich, ich komme gleich. Nhưng mà khi mà chúng ta nói là ich komme, không nói là gleich, tôi đến ngay đây, mà chúng ta chỉ nói là tôi đang đến đây, ich komme, thì các bạn phải phát âm e nhé. Các bạn không nói là, các bạn sẽ không nói là ich komme. Ich komme hoặc là ich komme gleich.
Hy vọng là các bạn đã hiểu được cái mẹo sử dụng cái trick này, cái mẹo này để có thể giao tiếp dễ dàng hơn. Cái này thì chúng ta sẽ không được học ở trên trường lớp, mà chúng ta sẽ học, người ta sẽ hỏi các bạn là Wo hast du gelernt? Thì các bạn sẽ trả lời như thế này nhá. Rất tự tin câu này. Im Laufe des Lebens. Im Laufe des Lebens có nghĩa là học ở đời đấy, học ở cuộc đời. Hãy nhớ, và cái mẫu câu này rất là hay các bạn nhé. Bất kể ai hỏi các bạn, khi mà các bạn biết về một cái gì đó mà các bạn, người ta sẽ hỏi là ơi sao mà biết vậy, các bạn hãy nói câu Im Laufe des Lebens, học ở cuộc đời đấy. Im Laufe des Lebens. Vậy thì các bạn hãy trang bị cho mình cái mẹo nhỏ này để chúng ta có thể hoàn toàn tự tin, chúng ta có thể lược cái ngôi E đi để chúng ta có thể nói như người bản địa các bạn nhé. Hẹn gặp lại các bạn trong bài học lần sau.